Isuzu D-Max trong năm ngoái đã chính thức bước lên thế hệ kế tiếp và đã bắt đầu mở bán tại nhiều quốc gia tại châu Á cũng như Australia. Tuy vậy, một trường hợp hiếm hoi đã xuất hiện tại Trung Quốc, nơi Isuzu D-Max đời cũ vẫn đang được bán rộng rãi và thậm chí được công chúng đón nhận. Cụ thể, hồi đầu năm nay, đối tác của Isuzu tại Trung Quốc là King Linh đã giới thiệu chiếc Tagoda cơ H cho khách hàng nội địa, mà về cơ bản là phiên bản Isuzu D-Max đời cũ được tái thiết kế và chỉnh sửa phù hợp hơn với thị hiếu người dùng khu vực. Khách hàng được cung cấp hai tùy chọn động cơ là 1.8 lít 4 xi lanh tăng áp, chạy xăng có công suất 231 mã lực, mô men xoắn 310 Nm hoặc diesel 3.0 lít tăng áp 144 mã lực, 310 Nm, trong đó bản sau được cung ứng trực tiếp bởi Isuzu. Hộp số mặc định xe sử dụng là loại sàn 5 cấp. Nội thất xe cũng đã được King Linh chỉnh sửa lại toàn diện, với màn cảm ứng 10 inch trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và ứng dụng nội địa Baidu Calif, trước mặt người lái xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số. Dù vậy, điểm mạnh nhất của King Linh Tagoda cơ H so với Isuzu D-Max quốc tế là giá xe khi dù được chỉnh sửa toàn diện, xe có ngưỡng khởi điểm chưa đầy 15.900 USD, nghĩa là chỉ bằng hơn nửa giá bản gốc tại một số thị trường quốc tế.